Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh BMT Củ Chi. Hôm nay lên con Jaguar nha các bạn, Jaguar Sô Dông. Hàng này là hàng công ty xưa xịn, xài rất là bền và chắc âm hay. Đó, cấu hình em nó chỉ bốn sò thôi, quýnh lo 20-25 nha anh em. 20 hoặc lo 25 đánh gia đình bình dân. Đó, hàng này là hàng Jaguar Mexico xưa, SBA203N. Trên cái bo đèn đều có ghi chữ Jaguar nha. Đây. Đó, và cái đèn đỏ này nè các bạn. Đó, khi mà nó tắt cái đèn đỏ này là con máy chúng ta nó mới hoạt động. Đó, nó cái relay nó đóng lại. Relay đóng lại thì cái đèn đỏ này nó sẽ ngắt. Đó, nó hay cái đó các bạn. Cái bo đèn thiết kế rất là xịn sò. Xài chúng ta thấy là rất là ok. Thông báo qua cái đèn led hiển thị luôn. Đây nè. Đó. Là cái relay nó đóng nó tắt cái đèn đỏ này nha anh em. Đó. Trên cái bo đèn thì có chữ Jaguar luôn. Rồi bây giờ em test anh em nghe chắc âm hơi hay dở nha. Con này là hàng công ty xưa. Tình trạng em nó zin chạy 4 MOSFET IRFB 240 và eco ở đây sử dụng con 2399. Hát nhẹ te nha. Lên nè. Vang nốt là chúng ta dặn up khuê là phải nói là siêu tốt nha anh em. Dặn con nào up khuê con đó, không gột gẹt, không lỗi điểm nào, không chết con nào luôn. Volume chiếc áp full chức năng. À, rồi nhắn thử 3F em nói luôn. Đó, 3F nó phơi là phơi lên cao nha anh em. Full chức năng phần nhạc. Đó, bây giờ tiếp tục test echo. Dạ em này hoạt động là chiếc áp khuyết hết nha các bạn. Đó, chiếc áp khuyết. Hàng công ty Jaguar xưa, chiếc áp khuyết bán nguyệt hết. Để mình test xong mình sẽ quay cấu hình và báo giá cho anh em nha. Con này mình bán nói chung cũng rất là nhiều con. Phải 3-4 kênh trên con. 3-4 con trên kênh mình rồi. Đó, anh em nào có theo dõi lâu thì cũng biết cái mẫu này. Hàng này là hàng bình dân chắc âm hay và độ bền cao. Nó xài gia đình quá ok luôn rồi. Test echo này 2399 nha. Đó, tiếng nó nhẹ mà nó sáng. Nhẹ lắm nha. Rồi nhắn cái chức năng mono của Echo coi. Hát y như gì bọt luôn nha anh em. Đây, tiếp tục mình test mixo số 1 nè. Và cái con đèn đỏ này thì chúng ta hát lớn nó mới sáng nha. Để mình alo mình ốp, mình alo lớn nó mới sáng. Alo. À, khi mình là la thiệt lớn là tín hiệu cao nó mới sáng lên được ha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ dặn lên test echo nè. Đó, tay mic thì thử là thử trực tiếp nha. Đây. Con máy của chúng ta full chức năng.
Rồi em báo giá luôn, con này bán giá là 1.400.000, hàng bình dân nhưng mà hàng xịn, công ty chính hãng nha các bạn, Jaguar Suzong. Đó, con này bán 1.400.000, giá không bao ship. Anh em nào xem thấy hết thế cần liên hệ em đặt hàng. Và mua hàng thì anh em đặt cọc tiền trước mình mới lên đơn được. À, các bác anh em lưu ý điều đó, mua hàng phải đặt cọc trước nha. Rồi quay cận cảnh. Đây là bên trong em nói nha các bạn. Tiếng chép tí tách. Đây nắp máy đây. Đó, nắp máy em nói nha. Nắp máy này cũng còn tương đối. Và đặc biệt em này vỏ dày ghim nặng tay nha các bạn. Đó, vỏ dày nặng tay. Hàng xưa là đảm bảo linh kiện, phụ kiện toàn bộ là đồ chất lượng cao. Vỏ dày. Con này thiết kế tăng phô vuông, ở tăng phô vuông nhưng mà đảm bảo là hàng xịn dây đồng. Vuông xưa nha. Jaguar Suzong. Công suất 100W, một kênh chạy lo 4 ôm nha các bạn. Đó, quýnh được lo 20 25 bình thường. SPA nè, 203N. Đó, cái dắt thấy không? Dắt cầu chữ U. Đó, hàng này hát karaoke má la luôn anh em. Đó, bạn nào xem ưng ý thì liên hệ em đặt hàng. Và nói chung hàng này là hàng đảm bảo, hàng công ty chất lượng. Đây điện trở là 5 vòng màu nha các bạn, 5 vòng màu hết. Đó, 5 vòng màu. Và toàn bộ chơi là chơi cáp sóc két lớn. Đó, đi dây cáp gài sóc két không nha. Đây cáp nè. Đó, từ cái tăng phô đi vô cũng một cái sóc két lớn. Đây sóc két. Chạy là 4 con mới két, 1 2 4. Đó. Hàng là đảm bảo còn xài tốt. Và nguyên zin chưa hai sò, chưa lai linh kiện nha. Rồi thì sản phẩm hôm nay như thế. Anh em nào xem quan tâm alo em. Và đừng quên đăng ký kênh like share ủng hộ cho em nha, để góp cái động lực lớn, cái tinh thần mạnh mẽ để cho em làm thêm những clip sản phẩm mới phục vụ cho anh em đam mê âm thanh, đặc biệt là cái dòng âm ly karaoke gia đình. Quá hay nha. Rồi Thăng mới chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.